Tất nhiên cái chuyện hủy cái này báo chí Việt Nam trong nước không đăng, nhưng mà chắc chắn tòa đại sứ của Mỹ ở Hà Nội họ biết. Tôi là Đỗ Thanh Minh, trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc thì cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được thì là tôi đã mua cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về để sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Có lẽ là anh cũng nhớ đó, vào cái thời điểm mà ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ đi đến các nước Đông Nam Á để dự các sự kiện tại Indonesia cũng như Campuchia đó. Chúng ta đã từng nói nhiều trước những chuyến đi đó, đó là nếu mà cái việc mà Hà Nội vận động công khai ông Biden đến năm 2022 thăm chính thức Việt Nam mà nó không diễn ra theo như ý muốn của bên phía Việt Nam đó, thì xem như cả hai bên đều có lỗi. Anh đã từng nói như vậy. Và khi mà các phái đoàn Mỹ, cụ thể là ông Biden và bà Harris đến các nước Đông Nam Á này, thì chúng ta đã từng nói như vậy là chưa bao giờ ông Biden gần đất Việt Nam gần như vậy, nhưng cũng không đến thăm Việt Nam. Thì xem như cái nỗ lực đó của Việt Nam lúc đó chúng ta nói là đã thất bại. Thì cũng vào thời điểm đó, Hà Nội liên tục bắn tin ra cho người dân cũng như là những người quan tâm là sẽ có cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh nhớ không? Quý vị thấy đang thấy trên màn hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đã nói như vậy với báo chí. Nhưng thưa anh, câu hỏi dành cho anh, cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy gì. Ngày hôm nay bên Việt Nam đã là ngày 17, như vậy là đúng một tháng, chưa thấy tín hiệu gì về cuộc điện đàm này. Anh nghĩ sao? Có bất ngờ hay không? Không bất ngờ, nhưng mà có vấn đề. Nó có vấn đề. Vấn đề là cái chỗ là như chúng ta thấy đó, là tổng cộng là Việt Nam bán chính thức và chính thức là mời Biden sang thăm Việt Nam ít nhất là 5 cho tới 6 lần. 6 lần. 6 lần tất cả. Ông Phúc gặp Harris là lần thứ 6 đó. Ở Thái Lan với Harris. Vâng. 6 lần tất cả. Nhưng vẫn với chỉ làm lời hứa. Và lời hứa điện đàm. Thì thưa anh, nó có những chuyện sau đây. Vừa rồi thì trong cái cuộc giao lưu trực tuyến với tờ Việt Nam Net, thì ông Mark Nepper là đại sứ Mỹ Hà Nội vào ngày 2 tháng 12 cũng rất tin tưởng quan hệ Việt Mỹ. Và ông cũng khẳng định là vào năm tới sẽ nhiều phần Việt Nam và Mỹ lên đối tác chiến lược. Đó là lời ông Mark Nepper. Nhưng cũng trong ngày đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken lại tuyên bố đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt. Vâng. Cùng với một số quốc gia. Về vấn đề gì anh chia sẻ khán giả được không? Vấn đề nhân quyền. Vâng. Và tự do tôn giáo. Tôn giáo, vâng. Tự do tôn giáo. Thì thưa anh, trong đó đó nó có hai cái danh sách. Danh sách là quan tâm đặc biệt và theo dõi đặc biệt. Thì quan tâm đặc biệt trước đây Việt Nam đã bị vô rồi. Đến năm, nếu tôi nhớ không lầm, vào cái tầm năm 2000 thì Bộ Ngoại giao Mỹ lấy ra. Và từ đó Việt Nam vào được WTO và được Mỹ ủng hộ. Kể từ sau đó thì nhiều tổ chức đấu tranh nhân quyền năm nào cũng kêu gọi Mỹ đưa danh sách vào đưa Việt Nam vào danh sách quan tâm đặc biệt đó. Nhưng mà Mỹ không đồng ý. Bởi vì Mỹ, Việt Nam năm nào cũng có đối thoại nhân quyền và họ cho rằng chuyện ok. Nhưng kỳ này đó thì đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt. Nó danh sách này thì nó thấp hơn một chút xíu. Mà nó vào đúng cái ngày mà ông Mark Nepper nói như thế. Và ngày hôm qua, nếu tôi nhớ không lầm, thì lần đầu tiên trong cuộc họp báo ở tại Bộ Ngoại giao Hà Nội, bà Phạm Thu Hằng, tức là phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vâng, có phản ánh đề này khi đặt câu hỏi. Thì bà có nói rằng là khi Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, cái đó là không công bằng và Mỹ thiếu thông tin. Đó là cái lối trả lời Việt Nam lúc nào như vậy, rất là chung chung và phản bác lại chuyện đó là thôi. Đó. Thế thì bây giờ anh thấy đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là gì? Dù không vào danh sách quan tâm đặc biệt, nhưng mà theo dõi đặc biệt, đó là một bước để vào quan tâm đặc biệt. Thì người ta chưa hiểu tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ đã làm chuyện đó. Một số người ta cho rằng phải chăng đây là một cái cảnh báo trước của Mỹ đối với Việt Nam. Nhiều người thì ta bảo rằng là không hẳn là như thế. Là bởi vì nhiều khi đó là có những cái chuyện
các cái tổ chức nhân quyền hoặc các vị dân cử ở bên quốc hội. Anh phải nên nhớ là Mỹ đó là anh hành pháp với lập pháp là độc lập. Cho nên nhiều khi bị bên lập pháp gây áp lực thì ông Bộ Ngoại giao phải đưa vô, nhưng không đưa vào danh sách quan tâm đặc biệt mà theo dõi đặc biệt. Quan tâm đặc biệt là nặng lắm, là nặng lắm. Đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta có thể đoán được là giữa Việt Nam và Mỹ đang co lấn cấn. Mặc dù danh sách theo dõi đặc biệt nó không lời ứa gì, nhưng mà anh phải nên nhớ Việt Nam tối kỵ cái chữ nhân quyền, rất là kỵ cái chữ đó. Cho nên mỗi khi đụng vô cái đó, đó là đụng vô cái gọi là kỵ huy của Việt Nam. Mà trước đây tôi với anh có phân tích chuyện này rồi, anh nhớ không? Ông Mỹ cũng biết nó cứ đẩy về nhân quyền là chỉ kẹt trong Việt Nam, mà Việt Nam dứt khoát là họ không có tư nhượng trong vấn đề này. Mà kỳ này ông Mỹ đã đụng mà đụng nhẹ đó. Rồi một cái gì nữa, nó thêm những cái chuyện ở Việt Nam ngoại trừ cái chữ nhân quyền, họ kỵ cái chữ biểu tình đó. Anh phải nên nhớ Việt Nam rất kỵ chữ biểu tình. Thì vừa rồi đó, cách đấy 3 ngày ở Hà Nội, giờ chót chỉ còn vài tiếng mà họ hủy cuộc triển lãm ảnh quốc tế ở Hồ Gươm mà do Tòa Đại sứ Hà Lan tổ chức năm nay năm thứ tư, được đồng ý đâu đó hết, cuối cùng hủy. Và người ta không biết lý do tại sao hủy, nhưng mà tôi coi một số bức tranh và một số người quan tâm và nhà quan sát họ đoán, bởi trong bức tranh đó có nhiều cái cảnh biểu tình, chẳng hạn biểu tình bên Iran, biểu tình bên Trung Quốc, biểu tình bên Miến Điện. Đó là những cái mà Việt Nam không muốn thấy. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Tất nhiên cái chuyện hủy cái này, báo chí Việt Nam trong nước không đăng. Nhưng mà chắc chắn Tòa Đại sứ của Mỹ ở Hà Nội họ biết. Và chắc chắn có những báo cáo về Bộ Ngoại giao. Anh biết là cái chuyện đó báo cáo là chuyện bình thường về. Thì trở lại với Mark Knapper trong vai trò đại sứ của Mỹ tại Việt Nam. Đương nhiên ông phải nói những chuyện lạc quan, chứ ông không thể nói những chuyện bi quan được. Đó. Nhưng tình hình Bộ Ngoại giao Mỹ rõ ràng cái chuyện nó không lạc quan mấy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ là hiện nay đang bị lấn cấn trong những cái chuyện tuy rất nhỏ đó, nhưng đối với Việt Nam đó là chuyện lớn. Bởi Việt Nam kỵ cái chuyện mà khi đụng vô nền nhân quyền, đặc biệt đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt. Mặc dù đây tôi xin nhắc lại, danh sách này là yếu, nó không nặng bằng danh sách quan tâm đặc biệt. Quan tâm đặc biệt nặng hơn, mà Việt Nam nó từng bị trong đó, nó gọi là CPC đó. Còn cái này theo dõi đặc biệt thôi, nó là Special Watch List, gọi tắt là SWL. Nó nhẹ hơn, nhưng mà ngay cả nhẹ hơn có thể Việt Nam cũng rất khó chịu. Và chính vì vậy chúng ta không biết tại sao cuộc điện đàm không diễn ra. Có thể bên Mỹ không điện đàm, hoặc có thể là bên Mỹ muốn điện đàm, bên Việt Nam không chịu. Đó là một trong hai cái trường hợp đó thưa anh. Nhưng mà rõ ràng nó không bình thường, đúng không? Không bình thường, đúng như thế, không bình thường. Nhưng mà không đến nỗi gọi là nặng nề. Vâng, điều tôi quan tâm nhất đó là, anh nhớ là chúng ta cũng đã làm một cái cuộc survey, lấy ý kiến khảo sát những người trong giới tinh hoa tại hải ngoại về cái việc là lần đầu tiên chưa có tiền lệ Hà Nội đã công khai cái việc đang vận động cho chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ. Trước đây họ không bao giờ công khai những chuyện đó, thậm chí vài ngày nữa đến Hà Nội thì mới loan tin ra, đúng không? Đó là sự kiện đầu tiên. Sự kiện thứ hai đó là như hồi nãy tôi nói lúc đầu đó, là khi đã thấy cái nỗ lực đó thất bại thì lại bồi thêm cái việc là nói là sắp có cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden với là ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì họ biết được trong lúc đó nhiều người đang rất quan tâm liệu ông Biden có đi Việt Nam hay không. Rồi, hai sự kiện gộp lại, tôi muốn hỏi ở đây đó, chủ quan khách quan của anh, nó làm cho người ta có cái cảm giác là dường như là Hà Nội đang muốn cho thấy là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó không có lấn cấn gì, mặc dù có lấn cấn. Anh nghĩ sao? Điều đó thì như tôi nói là nó có lấn cấn. Như tôi nói qua cái chuyện mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, rõ ràng có lấn cấn nhưng mà không đủ lớn. Mà cái quan trọng hơn, anh nên nhớ trước đây tôi có nói và chúng ta cũng không nên bỏ qua chi tiết đó, là nhiều khi tôi rút lại, có khi chứ tôi không nói chứ nhiều khi, có khi cái chuyện mà mời ông Biden sang thăm Việt Nam là một động tác giả của Việt Nam đó, để cho người dân thấy, để cho Mỹ thấy là Việt Nam rất là mặn mà vậy đó, nhưng mà đồng thời cũng là để cảnh báo Trung Quốc, anh thấy chưa? Và có thể đó là cái động thái để mà xoa dịu dư luận sau chuyến đi Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng. Trước chuyến đi luôn chứ, trước sau luôn. Chứ không sau vâng. Sau chuyến đi đó không, nhưng mà họ mời trước, họ mời ông Biden trước đó. Đúng là trước đó, nhưng mà sau đó anh thấy nó liên tục.
Vâng. Anh thấy Phạm Minh Chính này, Nguyễn Xuân Phúc này, anh thấy hai ông. Còn trước đó là chẳng hạn nhờ qua ông đại sứ anh, ông Phạm Nhưng Minh, mà anh có đồng tình với tôi là khi bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lúc đó người ta cứ nghĩ là cái cuộc điện đàm sẽ diễn ra trong vài ngày thôi. Vâng. Đúng, đó. Đúng là như vậy. Nhưng mà anh thấy là sau đó nó mới có cái chuyện mà danh sách theo dõi đặc biệt. Anh thấy chưa? Nghĩa là nó có hai cái hướng. Một hướng đó có thể là Việt Nam với Mỹ đang có lấn cấn. Một hướng nữa có thể là Việt Nam làm độc tác giả để xoa dịu dư luận là sau chuyến đi của ông Trọng như vậy. Thế bây giờ hai người, nhân vật số 2 và số 3 của nhà nước Việt Nam là chính ông Chính và ông Phúc đều chuyển lời mời này của ông Trọng đối với ông Biden. Cái đó nặng ký hơn là mấy ông kia đó. Anh nhớ cái đó. Tức là tần suất mức độ lớn hơn. Mà chưa chắc Việt Nam muốn Biden đến. Thì đó như tôi nói đó. Việt Nam có thể dùng cái này để cảnh báo Trung Quốc là anh đừng lạng quạng với tôi. Bởi vì tôi vẫn sẵn sàng, tôi có thể là tôi đi chiến lược với anh kia. Rồi cái chuyện ông Mark Knapper lại ngày 2 tháng 12 là tin tưởng năm tới sẽ lên cái chuyện ông nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ toàn diện. Anh thấy không? Tất cả những điều này đều có thể xảy ra và đều có thể không xảy ra. Đó, nó đi là 50-50. Chúng ta không đoán được. Nó bây giờ khó lường là chỗ đó. Nó không theo một truyền thống nào cả. Anh thấy không? Và rồi như tôi nói đó, là gì? Ông Trọng đi về, ít nhiều cũng có người nó ra, nó vào này kia các thứ. Các báo đài nước ngoài họ cũng nói. Tất nhiên cũng có những người lên Facebook bình luận, chê bai cũng có, khen ngợi cũng có. Thì bây giờ làm cái động thái này để mà cho thấy là không phải Việt Nam ngả Trung Quốc đâu. Và anh nên nhớ là sau khi ông Trọng đi về thì một loạt ông Phúc này, ông Chính này, ông Huệ này, vâng, ba ông trong bộ tứ đi liên tục, anh thấy không? Ông Phúc nào là đi Thái Lan, đúng nào? Ông Chính là đi Cambodia và bây giờ đang đi bên Bỉ. Ông Phúc đi Hàn Quốc. Hàn Quốc đó, đúng rồi, Hàn Quốc đó, đúng rồi, đó cả Hàn Quốc. Ông Huệ đi Úc với Tân Tây Lan này, anh thấy chưa? Đó là cái mà chúng ta phải nhìn vô thấy rằng là gì? Một chuyến đi của ông Trọng qua Trung Quốc, chẳng mấy chuyến đi của ba ông này, 6-7 chuyến luôn, anh thấy chưa? Thì chúng ta nhìn vô chúng ta thấy là Việt Nam họ đang cân bằng cái đó, không những về mặt ngoại giao mà cả về mặt dư luận luôn. Thành ra trong cái quan hệ Việt Mỹ, tôi nghĩ là nó cũng có ít nhiều ở cái chuyện đó một phần, ở cái chuyện vấn đề nhân quyền cũng có một phần luôn, tức là hai phần ở trong đó. Chúng ta không biết phần nào nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn là phải có trong hai cái phần đó, trong cái quan hệ Việt Mỹ. Thành ra cho đến giờ phút này chưa có cái cuộc điện đàm. Và như tôi nói nãy đó, chúng ta không thể biết. Có thể là bên Mỹ chưa chịu, hoặc có thể bên Mỹ đề nghị rồi Việt Nam chưa chịu. Chúng ta không biết. Hai chuyện đó đều có thể xảy ra, thưa anh. Vâng. Khi mà anh vừa nói là Việt Nam sau chuyến đi của ông Trọng đã các lãnh đạo tứ trụ đi Úc, Tân Tây Lan, rồi đi Hàn Quốc, rồi ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng đang đi các nước châu Âu vừa mới về xong như vậy đó. Thì theo như anh như vậy là động thái đó cho thấy là Việt Nam muốn cân bằng. Như vậy thì cái nhìn của anh, Việt Nam, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và Việt Nam và Trung Quốc, mối quan hệ nào hiện tại theo như anh là quan trọng hơn với Hà Nội hay là ngang nhau? Một cái nhìn nhận khách quan, chủ quan của anh thôi. Tất nhiên là về mặt nguyên tắc đó, thì Việt Nam sẽ không nói mối quan hệ nào quan trọng mối quan hệ nào. Về nguyên tắc họ sẽ nói tất cả mối quan hệ bằng nhau. Không ai mà đi nói là nước này quan trọng nước kia, nói rất là dở. Mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là có ba nước quan trọng Việt Nam, đó là Trung Quốc, Mỹ và Nga. Nga thì là truyền thống lâu đời và trong vấn đề bán vũ khí cho Việt Nam. Mỹ là một nước có tiềm năng về kinh tế lớn trên thế giới. Và Mỹ là cái nước mà khó đoán nhưng cũng dễ đoán. Bởi Mỹ cứ 4 năm, thậm chí 2 năm thay đổi chính quyền một lần. Và Việt Nam thích ứng được với môi trường Mỹ. Còn Trung Quốc á, nó ổn định nhưng mà rất khó thay đổi, vì bây giờ quyền lực nó nằm trong tay một người là Tập Cận Bình. Thành ra nó cũng rất khó thay đổi. Nếu đi theo chiều hướng tốt thì nó tốt lâu, mà theo chiều hướng xấu thì xấu lâu. Còn đối với Mỹ có thể là năm nay tốt, năm sau xấu, năm nay xấu, năm sau tốt. Có thể đoán được cái điều đó. Thành ra thưa anh, để mà nói thẳng ra đó, là những cái nước mà Nga thì ở sao á, nhưng mà thực tế Trung Quốc với Mỹ vẫn là hai nước quan trọng nhất đối với Việt Nam. Và chính hai nước này cũng đang chú ý Việt Nam rất nhiều trong cái thế mà hai bên cạnh tranh, Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh ở Biển Đông. Chúng ta thấy rõ điều đó.
thì tất nhiên Việt Nam là phải tìm cách nào cân bằng đó. Chứ còn thực sự ra với anh là chúng ta chỉ có Việt Nam, ông lãnh đạo Việt Nam biết bên nào quan trọng bên, nhưng mà nhìn mình thấy đó, nói gì nói Trung Quốc vẫn là quan trọng nhất, bởi họ ở sát Việt Nam, họ có thể ảnh hưởng Việt Nam nhiều hơn là Mỹ ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao mà nghĩa là Việt Nam có thể chấp nhận ông Biden không sang cũng được, nhưng mà khi Trung Quốc mời ông Trọng thì ông Trọng phải đi. Nó là cái chỗ đó, và Trung Quốc họ làm được cái điều đó, và họ biết cái điều đó luôn, là bởi vì họ nằm ngay sát Việt Nam. Và chuyện này nó khỏi mới đây, mà nó có cả mấy ngàn năm nay rồi thưa anh. Vâng, trước khi đến với chủ đề cuối cùng, chủ đề chính ngày hôm nay đó, thì trước khi lên chương trình chúng tôi cũng đã hỏi từ các nguồn tin riêng của chúng tôi tại Hoa Kỳ và Việt Nam, thì cho đến giờ phút này vẫn chưa có lịch điện đàm giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông Tổng thống Joe Biden. Như vậy chúng ta thấy là chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc năm 2022. Không biết từ giờ đến đó có đột biến hay không, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Nhưng ít nhất nếu không có cuộc điện đàm trong năm nay, lại một lần nữa như cái điều mà anh nói đó, là cả hai bên đều thất bại, có thể xem là đúng như vậy về quan hệ Việt Mỹ. Vâng. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.